đây đây, không Long Cóc đây này, đây đây, đấy sang Long Cóc này. Đâu rồi? Chả thấy nó đéo đâu cả. Con này cũng đuổi mất rồi nè. Ok, đây 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 Để nó đấy. Cầm dao còn nếu nó nằm đấy, cầm dao chém được. Đây này. Đó, em mới nằm đây này. Bắt. Không có nó chạy mất. Lấy cái rổ. Cho mày lấy cái rổ ra đây. Chú bị cháu nhá, cái rổ chụp phát. Để nguyên nó còn sống. Tôi Facebook của con không, tôi không tìm nghe đâu, bỏ đây. Đây đây đây, cô đi. Đây đây. Đây đây, đàn nó đây đây. Đây, gọi đi chưa? Ủa, nhanh lắm. Ở đây có đàn cà chuối này. Đó. Ui, đấy, nó nhanh lắm. Xít cái mẹ mày nó, cứ bảo nó to nó chạy. Đây đây, đứng cửa này. Đây đây, đứng cửa này. Đây đây, đứng cửa này. Ôi, nó lẩn vào trong rồi. Nó lại lẩn ra rồi. Cái ăn đục. Vẫn còn. Đục là không nhìn thấy gì đâu. Chú đừng ấy nhá. Đấy vẫn còn đang quay đấy. Vớt mạnh cái được. Vớt mạnh. Ra kia rồi, ra kia rồi. Đây nó ở đây rồi. Đang bảo dí điện. Điện thôi. Nó khỏe lắm. Thì dí điện phát thì mẹ bắt dí điện vào phát xong vớt luôn. Đây cho anh em ơi. Hai em này. Đó, hai con. Ở đây có đàn đấy. Đây. Đó, mình đã không còn cách nào khác nữa, phải sử dụng đến điện thế. Sử dụng điện thế để xử đẹp hai em nó. Đó, không bắt được cái này. Nó khỏe. Ủa, ủa. Rút ra được đúng không? Đây. Sử dụng điện thế để bắt được hai em nó. Đó, đây. Đó, đến giờ xử hình em nó ở đây. Rút vào. Vướng cái que này không rút được. Rút khỏe rồi vào. Rồi anh em ơi, mình đã có cặp đôi này. Mình ăn nướng nhá. Chào ăn nữa nha cậu nhá. Vứt vào cái đống nậu rồi nha. Cháy tút luôn rồi kìa. Nhanh thật. Cháy luôn đấy. Đây nha các bạn nha. Cháy to này nè. Kinh đây nha các bạn nha. Tao bảo rồi hấp thì đéo nghe. Cá này nướng thì đéo là được. Kẹp vào đây nhá. Đi về đi. Đi về đi. Để em chơi Tuấn Anh ơi. Qua có trứng này. Trứng nổi ra rồi này. Để cho ăn trứng. Trứng đã ăn được đâu mà ăn. Được. Cá mà được như nướng khoai này ăn đi đéo là được. Chưa ăn được đâu. Chưa ăn được. Bụi lắm.
đảo đi, đảo quay đi. Nó tễ rồi kìa. Úi dồi ôi, con này nó bị cong à, nó quẫy nên nó bị cong. Đúng người bên đấy, không sao bên này ngã vào đây cái là chết. Ông lên đầu tôi mà ngồi. Em thích con này. Này cứng mà nó đéo bị cứng được. Này à? Con này thịt nó to, nó chưa khô, con đấy khô rồi. Thế này. Cho luôn lên đây nhá. Nhấc nhấc đi, tôi cho luôn vào lọ. Vào lọ ăn cho nó nóng. Đây. Đây thì nhấc đi, nhấc đi. Thương không mày? Đang cầm thử. Nhấc con này, con ăn nhé, con nhé. Không cho vào. Vào đó. Wow, thử thức đấy anh em ơi. Ôi, tôi phải kíp lên rơ mi đã. Nhớ cái em vừa. Nhớ lên. Nhớ coi, cái gì lên. Em chưa ăn được nha. Ôi, để tí mà. Hai bóc. Con cá làm gì ăn được 4, 3, 5 người. Tôi biết không, mấy đứa nhỏ là ngồi nhìn người lớn ăn thôi. Ha. Wow, từ nào mấy anh em ạ. Đi thương con thì phải cho con ăn. Thì thương con thì vậy cho con Nana, nhưng gì có thương đâu. Đúng rồi. Thì ba chả vừa. Nóng quá. Để gì ấy nhá, để gì nóng lắm. Để đi xem con nhỏ này. Cậu ơi. Nóng quá anh em ơi. Cậu Hiếu ơi. Ủa, cậu dài lắm. Quay đã. Có dài lắm mọi người ạ. Con nhỏ này chín rồi, dài lắm. Xé hẳn á. Xé toạc hẳn á. Ui dồi ôi. Banh ra. Ui. Em mày về rồi kìa. Đây rồi anh em ơi. Này. Ăn thịt. Đây nha, mời anh em nha. Đây có mình có miếng thịt rồi này. Cháu ơi, wow. Tay bẩn, mày bẩn vậy. Đâu tay bẩn. Mày đưa tin, mày đừng, mày đưa tao chỉ cho. Đây này. Cái đuôi á. Đây. Thật. Đây, tay mày bẩn vậy. Thơm lắm anh ạ. Nè, có cá này. Đây là xương ở đấy. Mình đã phải đến đây rồi. Con ăn đây. Ăn được. Thế. Mình chấm loại xì dầu các bạn. Con ơi. Hay thế nhỉ? Nóng quá đi con ơi. Nóng. Con cầm vào cái này để đây mà chấm. Dạ bún mà ớt chỉ tiền mà. Sao mày lại vứt vào đây? Dạ. Cháu vứt à? Đây con ơi. Ngon à? Con nấu. Đây mà cũng ăn. Thật ra. Ôi cay lắm, mấy con đừng chấm vào đây nhá. Ngon lắm. Cay. Ngon. Cay rồi nào. Này. Chấm vào đâu? Đây á. Con này có trứng sao ấy? Con này cơ. Con bé còn gì. Con bé là con cái. Này. Con cái rốt nhá. Đi ăn với con gái bỏ trốn. Ôi cái gì ăn đâu. Đi ăn nó ngon. Nó ngon. Đấy nha, mời anh em nha. Mình lại thoảng lại mời anh em miếng. Đi ăn nước cho cháu, cay quá. Còn đấy. Cháu mới chơi game mà. Mày con đừng chấm nữa. Chú ấy vỡ thì con đừng chấm nữa. Vẫn thương. Đưa đâu không ăn cái kiểu này ngon nhỉ? Ngon mà. Này, mày gì? Mày đau chân thế. Đau nóng quá. Cái nào không lên Tam Đảo làm bữa nữa không? Đừng có chờ. Nhưng mà chờ cái màu đen. Đưa đi mỗi thằng mấy. Đi ơi. Gì á? Khói. Mình có xe rồi nhá. Thuê nhà nghỉ nhá. Mà đồ mình cầm nhá. Trước này em đi là có xe này.
Có chai sẵn nha. Tôi đang nghỉ ăn nhà hàng. Hết mỗi người có 500 thôi. Nướng thì chắc khỏe hơn. Thuê nhà nghỉ ăn nhà hàng. Thuê ơi. Thuê lấy gì cho cháu rồi? Thuê nghỉ ăn uống nhà hàng hết. Đồ ăn ở trên đấy rất là đắt. Ăn uống nhà à không phải. Thế đợt đấy đi cả Tam Đảo đến Đại Nải. Bên nào 500 nghìn á? Ừ, sang cả bên Đại Nải. Đi bốc cho cháu. Toàn ăn nhà hàng khu resort rồi. Máu lắm. Bao nhiêu đứa ạ? Có 5 người. Đi ô tô. Ô tô riêng. Ô tô nào mà? Ở nhà có đưa có. Ô tô mấy bạn chị đi nằm thì trả giỏ. Ô tô SH. Ba mẹ cứ ra ơi mà mai mẹ cứ ra đây. Cậu ta nằm trong nhà. Thế nhà nghỉ gần cái nhà thờ em. Chứ cái nhà thờ bọn nó hay lên không? Có. Của anh quay mình xem à? Ừ. Anh hiểu không? Mọi người xem à? Thịt nữa ăn nốt đi. Chúng mày có biết nó khổ chứ. Bà ơi, Vy ơi, xương đâu? Đây, đây của con. Chị ơi, cái này bị có sang, có xương không? Đâu, không có xương con ạ. Nóng quá. Bọn chị còn nhặt được một con chim, sắp chết rồi. Mạng về thịt đúng không? Không, bắt đầu là bọn chị cứu nó. Cứu không được thịt đúng không? Xong thì bọn chị nướng. Nhặt mấy cái lá cây rụng quá, xong rồi cho vào nướng. Xong rồi xong cũng ăn, xong ăn xong đến đấy xương, xong rồi nào, không đấy xương, vướng đất mà làm mộ cho cụ chim, hàng năm về đây là cúng cụ chim, năm phút sau con chó mất cả cụ. Cái cho con đi, đi con cá này em biết, thường năm rồi mà hấp. Cái mày đã kìa, cái mày ăn được đâu? Bác chim về bóp chặt cổ cứu. Phải cứu nó. Cứu nó. Ngon quá. Tao nhóm nửa đi để tao cứu nó. Chạy. Nhóm nửa để tao cứu. Con ấy hít rồi con ạ. Cái đây còn toàn da không? Thôi đừng ăn cái da này. Xương. Con đi rửa tay. Ủa sao con đi rửa tay hết rồi. Con đi rửa mà ăn được. Đâu tí về đi hả? Cả lũ. Cái da này ngon quá nhưng mà vứt xuống ấy rồi. Vứt xuống đống ấy rồi. Da nào? Củi ấy, da đấy. Tôi đừng ăn, vứt đống củi bên ngoài này, thuốc sâu, thuốc bọ. Đi bắt tiếp đi. Ngon mà cái da này. Cái này nó ngon này, cái này nó dày này. Thế mà không vứt đống củi thôi thì ăn ngon. Ngon cơ. Ui con. Không ăn được nữa con ạ. Đi rửa tay đi. Cậu ăn đồ. Đi rửa tay. Ôi ngon. Đánh thế à? Biết ra nó dài nhưng vứt xuống đất rồi. Cái đống củi, đống củi là củi ấy mà. Củi nhà. Rửa tay dưới đất này. Chứ rửa tay dưới này không được mà. Không biết rửa tay. Cũng gì không muốn nằm miếng da. Tay này nó không ngon. Cái này để cho chó ăn à? Chị ơi. Chó ngoan không? Cái này phải dọn. Chó ăn được mà. Chó ăn được. Thôi cầm cái bát về đi để em dọn. Răng chấm. Làm lúc này là được. Quên vừa nãy. Sao vẫn còn quay được đấy? Sao vẫn còn quay được đấy? Ôi, muộn rồi. Tôm rán hoặc là tôm mấy ăn mới ngon. Này, tại mua tí gì về đây nướng mới ngon à? Ui, xúc xích lắm đấy. Mấy kỳ. Để đây cho nó. Để đây á? Này, mấy đứa, bác cứ nhà rửa, có rửa đây. Bác đến trường anh em ơi. Đây toàn xương thôi, không ăn được nữa rồi. Về tí cầm chậu với nón về nhá. Rồi anh em ạ.
chiến xong cái ba chiến trường rồi. Cay quá. Chiến tay cho chiến xong cái ba chiến trường rồi này. Đây. Đây. Xong rồi các bạn. Yeah. Thôi mình xin kết thúc video đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye. Bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.